cồn 70 độ và cồn 90 độ, cồn nào sát khuẩn tốt hơn? Thì cái cồn 90 độ có nồng độ cao hơn thì cho khả năng sát khuẩn tốt hơn cồn 70 độ. Tuy nhiên thì cồn lại dễ bay hơi, vì vậy nồng độ càng cao thì thời gian bay hơi càng nhanh. Khi chúng ta sử dụng cồn 90 độ để sát khuẩn thì nó sẽ không đủ cái thời gian để cái cồn đấy nó có tác dụng. Chính vì vậy nếu như các bạn muốn sử dụng cồn để sát khuẩn thì hãy sử dụng cồn 70 độ, còn cồn 90 độ chúng ta sử dụng để nướng mực. Thì các nhận thức trên được nhiều người sử dụng, trong đó có các thầy mình là thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa Hà, tiến sĩ cũng được giải thích như thế. Thậm chí trên Vinmec và nhiều trang web họ cũng giải thích như thế. Đó là cồn 70 độ có tác dụng diệt khuẩn tốt hơn 90 độ. Bởi vì cồn 90 độ vừa thoa lên tay đã bay hơi rất nhanh, không đủ thời gian để tồn tại để diệt vi khuẩn. Còn những cồn dưới 60 độ là không đảm bảo sát khuẩn. Cồn 70 độ là cồn có tốc độ bay hơi chậm hơn, vừa đủ thời gian để tiêu diệt vi khuẩn. Đầu tiên mình sẽ đi đến tổng quát hai loại rượu thường được dùng để sát khuẩn, đó là ethanol và isopropanol. Ngoài ra người ta cũng có dùng n-propanol. Còn methanol thì tính diệt khuẩn yếu nên thường không được dùng. Hoạt tính của ethanol và isopropanol diệt khuẩn mạnh nhất khi ở nồng độ 60 đến 90 độ, và khi mà dưới 50 độ thì hoạt tính giảm dần. Cơ chế chính của chúng là biến tính protein gây đông tụ protein và tiêu diệt vi khuẩn. Đây là thời gian diệt khuẩn của ethanol này. Đối với các trực khuẩn gram âm thì bị diệt khuẩn nhanh đối với ethanol kể cả nồng độ thấp. Ví dụ như là trực khuẩn màu xanh bị diệt bởi ethanol nồng độ 30% trong thời gian là dưới 10 giây. Và các loại trực khuẩn gram âm hiếu khí khác giống như Escherichia hoặc E. coli hoặc Salmonella đều bị diệt dưới 10 giây hết với nồng độ là 40-100%. Trong khi đó các vi khuẩn gram dương thì có sức đề kháng tốt hơn một xíu. Ví dụ như Staphylococcus epidermidis thì đối với nồng độ cồn là 70% đến 80% thì có thời gian diệt khuẩn là 30 giây. Còn với nồng độ cồn là 60 độ thì thời gian diệt khuẩn của nó là khoảng 60 giây. Đây là nồng độ ethanol ảnh hưởng đến diệt khuẩn này. Ví dụ đây là nồng độ ethanol ảnh hưởng đến diệt khuẩn Staphylococcus pyogenes. Thì các bạn thấy nhỉ, đối với nồng độ alcohol 100% khi được tiếp xúc đến 1 phút rưỡi nó mới có thể tiêu diệt được vi khuẩn. Nếu tiếp xúc trong vòng 1 phút thì nó vẫn chưa tiêu diệt được vi khuẩn. Nước có một vai trò quan trọng, đó là làm chất xúc tác và đóng vai trò quan trọng trong cái phản ứng mà biến tính protein. Vì thế nếu không có nước thì cái thời gian diệt khuẩn của alcohol nó sẽ cao hơn. Thì các bạn có thể thấy ở trong cái bảng này, đối với cồn 90 độ thì thời gian diệt khuẩn của nó là dưới 10 giây. Đối với cồn 70 độ thì nó cũng thế. Nên nếu chúng ta bảo là cồn 90 độ bay hơi quá nhanh là mất thời gian, không đủ thời gian tiếp xúc thì không phải, tại vì nó chỉ cần dưới 10 giây thôi, 5 đến 10 giây thôi. Còn đây là mình trả lời cho câu hỏi vì sao cồn 75 độ diệt khuẩn tốt nhất này, là vì cồn 75 độ xâm nhập vào thành tế bào tốt hơn và diệt khuẩn tốt. Nếu mà nồng độ cao hơn nó sẽ làm đông tụ protein nhanh, tạo ra lớp vỏ bảo vệ không cho cồn xâm nhập thêm. Điều này tương tự như là bỏng axit và bỏng kiếm á. Bỏng axit thì khi mà axit tiếp xúc với protein sẽ tạo nên đông tụ protein và nó tạo ra một lớp ngăn cản axit thấm sâu hơn. Nên bỏng axit thường là bỏng nông và chúng ta có thể tiên lượng được cái tổn thương của nó. Trong khi bỏng 3 giờ, kiềm nó sẽ vào làm xà phòng hóa cái màng tế bào và nó thấm sâu vào trong các lớp. Cho nên bỏng kiềm tổn xương rất là sâu, người ta thường không tiên lượng được cái tổn thương là như thế nào. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà đông tụ protein nhanh quá thì nó sẽ tạo ra một lớp bảo vệ không cho ethanol xâm nhập thêm. Còn nồng độ ethanol thấp hơn là giảm tác dụng diệt khuẩn. Nước bổ sung làm chậm quá trình bay hơi, làm tăng thời gian tiếp xúc hiệu quả, thì điều này đúng. Nhưng nó chỉ là yếu tố phụ thôi chứ không phải là yếu tố chính. Yếu tố chính chính là yếu tố đông tụ protein.